Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tiễn người thân mất vì Covid-19 khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi những nhân viên mặc áo bảo hộ trắng khiêng quan tài người mất lên xe để chuyển đi hỏa thiêu. Gia đình bốn người đã đau lòng, quỳ gối vái lạy lần cuối. Tất cả lặng lẽ, không một tiếng nhạc, không một lời ồn ào từ xung quanh. Trong giây phút chia xa ấy, một tình nguyện viên trong đồ bảo hộ trắng đã đứng cạnh chiếc xe, cúi lạy đáp trả lễ. Anh thành tâm chắp hai tay, kính cẩn nghiêng mình, chia buồn với người đã khuất. Video do người dân quay lại khiến nhiều người xem không thể kìm được nước mắt, khóc vì thương tiếc ai đó xa lạ nhưng là đồng bào mình đã không qua khỏi vì dịch bệnh, và khóc vì sự tận tụy của các tình nguyện viên trong đội mai táng đã lo lắng chu toàn cho hậu sự của dân.